Sau đợt mưa bão số 4 vừa qua, di tích chùa Cầu ở Hội An, tỉnh Quảng Nam càng trở nên xuống cấp. Trước tình trạng này, thì tỉnh Quảng Nam buộc phải thực hiện việc điều tiết số lượng người đến với nơi đây tham quan với một lượt tối đa không quá 20 khách. Đây là động thái mới nhất của địa phương trong thời gian chờ đợi một biện pháp tu bổ toàn bộ di tích vốn đang bị xuống cấp trầm trọng này. Vào dịp cuối tuần, lượng khách tham quan chùa Cầu thường rất đông, có thời điểm cả 100 người ở trên cầu cùng lúc và cũng không có sự hướng dẫn của nhân viên di tích. Chủ trương bảo vệ thì đã có, nhưng phương án hạn chế số lượt tối đa đi trên cầu thì vẫn còn tranh cãi. Một hướng dẫn viên khi dẫn tối đa khoảng chừng 30 người, 40 người, người ta không thể nào mà dừng một đoàn khách, người ta chia làm hai. Người ta nói là anh chị một nửa đứng đợi em, ha, còn anh chị mình dẫn một nửa vào tham quan trước, sau đó lại dẫn ra dẫn vào. Không bao giờ sẽ làm được việc đó, mà người ta phải dẫn cả đoàn. Cho nên nếu một đoàn mà 30 đến 40 người, thì người ta bắt buộc rằng người ta sẽ phải dẫn vào hết cả đoàn để người ta thuyết minh. Và sau đó, thì sau khi thuyết minh, thì sẽ người khách người ta sẽ có nhu cầu vào bên trong tham quan, cũng như làm lễ thắp hương ở bên trong nữa. Thì cái chuyện mà hạn chế cái số lượng người khách em nghĩ sẽ khó khăn. Đây là biểu tượng của tình hữu nghị Nhật Bản Việt Nam, hơn nữa lại là di sản của thế giới. Chúng tôi với tư cách là khách du lịch và là người Nhật Bản thì chúng tôi nghĩ là có thể chấp nhận việc giảm lượt người và phải xếp hàng vào để bảo vệ cho được di sản này. Để giảm áp lực trọng tài cho chùa Cầu, một giải pháp khác cũng được khuyến khích là thuyết minh cho khách nghe bên ngoài cầu trước khi đưa lên tham quan. Một cái giải pháp nữa mà chỗ văn phòng hướng dẫn cũng đưa ra đó là có thể là khuyến khích là sau khi mà nghe thuyết minh ở bên ngoài thì có thể là đi thành hàng một, có thể từ hướng ở phía đông đi lên chùa Cầu thì theo một hàng, và hướng từ phía tây đi xuống thì cũng theo một hàng, và thời gian thì có thể là đi chậm ở trong lòng cầu và không dừng lại. Thì theo mình nghĩ thì thôi cứ để mà đứng ở ngoài chụp ảnh được, không phải đi lên đâu. Đấy, tại vì như thế thì cũng không thể giới thiệu được những tất cả những cái thì mà nó có hiện hữu trên này, nó từ ngày xưa 400 năm trước nó để lại. Thì những cái đấy mình không thể giới thiệu được, thì không có kịp giới thiệu luôn đấy. Hiện chùa Cầu đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, các liên kết của khung gỗ đã yếu, dẫn đến di tích bị xô lệch và chuyển vị ở nhiều vị trí. Nhiều cấu kiện bị hư hỏng nặng và đang xuất hiện những vết nứt có thể dẫn đến nguy cơ sụp đổ trong thời tiết có gió bão lớn, nhất là trong tình trạng luôn quá tải lượng khách đến tham quan hàng năm. Dù đã qua nhiều lần tu bổ, nhưng hiện Hội An vẫn chưa tìm được giải pháp toàn diện để bảo vệ di tích chùa Cầu.